Chào tất cả quý vị các bạn đã đến với kênh Bonsai miền Tây. Và trước mặt các bạn, quý vị và các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ một chút xíu về những cái cây đinh lăng bonsai của mình. Trước khi chia sẻ về đó thì mình nói về cái cây đinh lăng chút xíu nha các bạn. Tại sao mọi người lại thích chơi cây đinh lăng? Hồi xưa giờ thì như các bạn đã biết á, thì cái cây đinh lăng nè, người ta thường trồng các bạn để người ta lấy cái củ á, để người ta làm thuốc. Được Khải Thượng Văn Ông nói như là cái cây nhân sâm của người nghèo các bạn. Ở quê mình thì mọi người thường lấy cái rễ các bạn, cái phần rễ á, mình cho các bạn xem nha. Người ta dùng cái phần rễ để người ta ngâm rượu, người ta uống để bồi bổ sức khỏe cho những ngày làm việc các bạn. Cái phần rễ này nè, thì mình đã làm cái cây đinh lăng của mình nè. Nó riêng thì cái công dụng nữa thì về cái phần lá, các bạn xem nè. Đó, cây đinh lăng của mình thì có thể sử dụng cái lá để mình ăn các bạn. Khi mình ăn có lóc nướng hay gì đó, nhiều loại lắm các bạn. Có lóc nướng, rau sống rồi đó, mình hái một số lá này vô nè. Đinh lăng thì nó có nhiều loại, như ở đây mình có hai loại thôi. Có loại lá đồng tiền nữa các bạn. Mọi người có thể gọi cây là cây đinh hương nữa nè. Đó, cây lá nhỏ này nè. Còn bên đây cây đinh lăng này. Người thường ăn cây nè. Ở quê mình là hai loại này đều hái lá ăn rau sống hết nè. Nè, cây này nè. Bạn thấy đẹp ha. Nó còn loại cái lá như đồng tiền nữa các bạn. Mình có thể chọn những cái cây đó để mình trồng, mình làm cái bonsai để mình chơi thôi. Đó. Ngoài có thể các bạn ngoài ăn sống á, các bạn có thể khi mà chúng ta cắt tỉa cái cây đinh lăng của mình nè, cây đinh lăng bonsai á, mình sử dụng mấy cái lá này nè, cái mình nấu nước uống cũng rất là tốt cho sức khỏe luôn. Thì hôm ngày thì mình có làm ba chậu chơi, cây này dán nghiêng nghiêng các bạn, đó, dán ba dán hồi đầu rồi nè, đó, nghiêng nghiêng ha, hồi xíu thì xíu mình sẽ cắt tỉa lại bớt. Lấy lá nè, nó mình nhân giống nhiều lắm các bạn, nhân giống như cái chậu nhỏ nhỏ đó, rồi lâu lâu mình lấy mình chơi thôi. Về phần đất á, thì cây đinh lăng nó phù hợp với nhiều loại đất lắm bạn, đặc biệt đất miền Tây của mình á, là mình cắm xuống rồi nó ẩm ẩm là nó sống à, vào những tháng mưa á, cắm xuống là nó sống các bạn. Nhưng mà để nó phát triển là tốt á, mình ở đây thì mình trồng nhưng mình chăm cũng chưa có tốt lắm, đó, mình sử dụng đất thạch. Đất thịt là nhiều, thì đất ở miền Tây là đất phù sa các bạn, nên nó rất là tốt. Còn các bạn muốn cho cây phát triển tốt thì phải chủ yếu là trồng á, bạn trồng đất phải có thoát nước tốt á, chứ chúng ta phải bón một số loại phân vô nữa, như phân bò nè, NPK rồi đó, cho nó kích thích nó, cái rễ nó lớn hơn. Còn mình thì mình trồng cái dạng như chơi bonsai thôi, nên mình chỉ quay cho các bạn xem cho vui nha các bạn. Bữa nay mình chia sẻ các bạn một xíu về cái cây lăng bonsai của mình, đó là ba cây. Khá đẹp ha. Thì cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh bonsai miền Tây của mình nha. Thì hôm nào mình tỉa mình cắt nữa thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nữa nha. Xin chào tạm biệt tất cả quý vị các bạn.